Combo mưa và lạnh đúng là khiến con người mình lười biếng nha. Trời này chỉ muốn trùm chăn ngủ cho rồi á. Nhưng mà thèm bún bò giò heo quá, mua giò heo già, bắp bò về để mình nấu món bún bò giò heo nha. Giò heo mình sẽ sơ chế qua muối với lại chanh rửa 5-7 nước, 8-10 nước gì đó thiệt sạch luôn. Để cho cái miếng giò heo á nó phải trắng nõn sạch sẽ như thế này. Thì một lát nữa mình ăn nó mới mạnh miệng. Một đen với lại lông á dính trên cái giò heo á thì mình cắt hết ra đi, đừng để nó dính vào đó để làm gì, để cho nó sạch sẽ ra. Bây giờ mình sẽ đem giò mình đi trần qua nước sôi ha. Cái này mình trần khoảng tầm 2 tới 3 phút để cho nó sạch sẽ đi hết những cái không tốt của nó đi. Một số người nói thì mình trần như vậy á thì nó sẽ hết đi những cái chất, nhưng mà không hết đâu. Ví dụ như 100% á thì nó hết 10 hoặc 20% thôi, bởi vì mình trụng nhanh thôi mà, không có hết nhiều đâu mà lo. Quan trọng là sạch thôi. Bây giờ mình chuyển qua giai đoạn nấu nha. Cho hành với lại sả vào, rồi cho giò heo vào. Rồi mình nêm nếm gia vị là muối, bột nêm, bột ngọt với lại tiêu ha. Rồi mình đổ nước vào. Bây giờ mình sẽ khử cà chua với dầu điều mình bỏ vào cho nó cái màu nha. Cái này mình làm thêm phía sau thôi, chứ cái khúc hồi nãy khử á, mình bỏ cũng được. Tại hồi nãy mình quên làm á. Bột thì tất nhiên mình phải vớt hết ra nha. Bắp bò mình đã sắc và rửa với muối và vắt sạch rồi á. Một chút xíu nữa sôi á, là mình bỏ vào là được. Bây giờ mình sẽ pha nước mắm để chút xíu nữa. Mình ăn giò heo mình chấm cho nó đỡ ngán á mọi người. Nước mắm này mình làm đơn giản, một chút xíu nước mắm và nửa muỗng canh đường, một chút xíu bột ngọt và nặng chanh vào là ok la. Hình ảnh một người phụ nữ đảm đang nói chứ nước dùng nó cứ nổi bột á, nên phải đứng vớt mọi người, cho nước nồi nước dùng nó trong xanh sạch. Bây giờ mình pha một chút xíu mắm rút với lại nước sôi mình đổ vào cho nồi nước dùng của mình nó mặn mà nha. Khúc này là gần chín rồi nè. Bỏ bắp bò vào để cho nó nở bung ra, nêm nếm lại tất cả gia vị. Bây giờ là cái khâu quan trọng, tức là làm sa tế để ăn với bún bò. Phải có sa tế ăn nó mới ngon, có tô bún bò nha mọi người. Bỏ dầu vô rồi mình khử sả lên. Sả nó rất là hút dầu nên đổ nhiều nhiều dầu chút xíu nha. Bỏ tỏi với lại ớt băm vào xào, rồi mình bỏ ớt bột khô á vào mình xào lên cho nó khô lại như thế này nè. Xong xuôi hết rồi đó. Cái rau này á, mình đã rửa trước đó sạch sẽ rồi nha, gồm có giúp cá nè, xà lách nè, rồi một ít chút ít rau thơm. Trời ơi, ai mà cưỡng lại cái tô bún bò như thế này ha mọi người. Đừng có nghĩ là mình ăn á, mình bỏ tương ớt vào là được nha. Sa tế á, nó sẽ làm cái tô bún của mình nâng lên một tầm khác luôn á. Rất là ngon, cay, nồng. Cũng có nhiều lần nấu bún á, nhưng mà lần này á, mình thấy ngon nhất luôn á. Mọi thứ đều vừa phải hết luôn. Cách này là cách đơn giản luôn á mọi người. Chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để nấu thôi. Cho nên là thèm thì mình nấu liền luôn nha. Trời mưa mà ăn cái này á, thì không có gì bằng luôn á. Miếng á, giò heo á, thì da nó mềm nhưng mà gân nó sần sật nha. Chấm với cái chấm nước chấm á, thì bao nhiêu giò heo chấm cũng hết luôn á nha mọi người. Chúc mọi người ngon miệng nha. Quá đã và quá ngon luôn á. Quá ok la.